đến với nơi xung phim thần mộ. Sau khi thần nam giết chết thôn thiên của Từ Mã Lăng Không, thì hắn liền cùng với Sở Ngọc mang theo hậu nghệ cung rời khỏi hoàng cung. Đi tới một cây cầu, Sở Ngọc và thần nam đột nhiên bị chặn đường. Người làm chuyện đó chính là lão yêu quái. Lão ta thoát ẩn thoát hiện tiến lại gần thần nam, khen hắn ngày càng làm cho lão cảm thấy hứng thú, sau đó bất ngờ đoạt lấy thần binh trong tay thần nam. Sở Ngọc cứ tưởng rằng lão yêu quái muốn ngăn cản bọn họ nên tiến ra hỏi thăm rốt cuộc lão đứng về phe nào. Lão lắc đầu cho biết mình không đi theo phe nào cả, lão đến đây là để tiễn hai người một đoạn. Sở Ngọc thấy vậy liền vui mừng, còn thần nam thì chắp tay cảm tạ. Hắn lập tức rời đi, về nhường lại bị lão yêu quái giữ tay lại, không phải đi hướng bên đó mà là hướng bên này mới đúng rồi. Nói rồi, liền kéo theo hắn lao xuống dưới vực, điều này làm cho Sở Ngọc vô cùng hoảng hốt. Vậy nhường còn chưa hết ngỡ ngàng, thì đám người Tư Mã Lăng Không đã đuổi tới nhà. Mà con đường trước mặt cũng bị chặn bởi người của trưởng công chúa, hoàn cảnh bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Cách duy nhất, có lẽ là lao mình xuống dưới vực mà thôi, hóa ra là yêu quái kéo thần nam đến tàng thư các. Khinh công của lão ta đã đạt tới mức tuyệt đỉnh khiến hắn vô cùng bái phục, vậy nhưng nội lực của thần nam cũng không phải dạng vừa. Rồi từ trên cao ngàn trượng xuống mà nội tức vẫn bình ổn như thường. Chắc hẳn nếu như không có lão trợ giúp thi lực thì hắn cũng sẽ không bị trọng thương gì. Trường công chúa đến tra khỏi Sở Ngọc về hậu nghệ cùng, Sở Ngọc chán nản đáp, ngoài trừ hắn ra thì còn có ai nữa đâu, vậy nhưng hắn đã bị lão yêu quái mang đi rồi. Trường công chúa nghe vậy liền quay ngắt suy nghĩ, mới lúc tối còn tính kế giết chết hắn. Vậy nhưng sau khi biết thần nam còn có giá trị thì lại muốn hắn nhất định phải làm việc cho đồng trụ quốc. Từ Mã Lăng Không thừa cơ hội bẩm báo với nàng ta chuyện thần nam phạm phải trọng tội ăn trộm lấy hậu nghệ cùng, gây náo loạn phủ kỵ sĩ nên phải đuổi hắn ra khỏi hoàng cung. Trường công chúa muốn thần nam ở lại nên lập tức ra mặt nói đỡ cho hắn. Còn bịa thêm chuyện hậu nghệ cùng là hắn mượn dùng, ở đây có hai vị thủ cung trưởng lão có thể làm chứng. Từ Mã Lăng Không có vẻ không tin mới lời đó nên tiếp tục chất vấn. Thủy trưởng lão nhanh tay thu cây cực phẩm mai trượng của hắn vào túi rồi giải thích, đúng là có trông thật, vậy nhưng cây mai trượng của hắn mới là món đồ bị mất. Nói tới đây thì Từ Mã Lăng Không không còn gì để phản bác nữa. Hắn không ngờ rằng bệ hạ lại để các trưởng lão đưa bảo vật cho thần nam. Bệ hạ từ lâu đã biết được rằng thần nam có được sức mạnh điều khiển thần cung, lúc này mới cho hắn gia nhập phủ kỵ sĩ, đồng thời ban cho hắn rất nhiều đặc quyền. Nghe trường công chúa nói xong thì đám người bên cạnh, cái phe địch lẫn phe ta đều há hốc mồm, không ngờ rằng hắn lợi hại đến như vậy. Xem ra bọn họ đã quá xem thường thần nam rồi. Từ Mã Lăng Không tức giận, thần nam có sức mạnh như vậy, tại sao trước kia không ai nói ra? Sở Ngọc nhanh trí đả kích, là do người ta khiêm tốn đó thôi, đâu giống với một số người cả ngày chỉ biết cưỡi con thần lằn bự xấu xí đi khoe khắp nơi. Từ Mã Lăng Không tức giận đem chuyện thần nam có định bắt cóc Sở Ngọc bỏ trốn khỏi hoàng cung, vậy nên thôn thiên của hắn chết là do nàng tàm. Sở Ngọc nhanh trí giải thích, không phải là nàng muốn rời khỏi hoàng cung mà là thọ thần của bệ hạ sắp tới. Nàng ta chỉ cầm chút đồ trang sức tìm thần nam góp ý để mặc không thọ yến mà thôi. Nghe những lời này, Từ Mã Lăng Không liền chán chẳng muốn nói thêm gì nữa. Trung công chúa lên tiếng nhắc nhở, bọn họ đều là tuấn tài của đồng trụ quốc, mọi chuyện hiểu lầm thì không nên tổn thương hòa khí. Sau khi mọi chuyện được hòa giải thì đường ai nấy đi. Thần nam và lão yêu quái đang ở trong tàng thư các, đã ngồi suốt 3 canh giờ rồi mà vẫn không tìm được gì, khiến hắn chỉ biết thở dài. Lão khen ngợi hắn, một tu luyện giả tốt thì đầu tiên phải biết duy trì sự bình thản. Hắn đưa cho lão bản dịch cuối cùng. Lão biết bản thân mình làm xáo trộn hết trình tự các trang nên chắc chắn trong lòng hắn nhất định đang rất bất mãn. Lão cũng biết với sự thông minh và tài ba của thần nam thì khi dịch sách chắc hẳn hắn đã phát hiện ra bản cổ thư này cũng không phải là chính thống. Chỉ sợ sau khi biết được lại khinh bỉ rồi không phiên dịch nữa. Đã lật khắp cổ thư mật thất cũng chưa tìm được thứ mà hắn cần, lão ta thắc mắc không biết rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì. Hắn nghe vậy cũng không tiết lộ, chỉ là một đáp án đáng tiếc mà thôi. Dường như lão đã biết được điều gì đó. Một thần của tiểu tử này đều là siêu tuyệt võ công, lại có năng lực điều khiển thần cùng. Tuy hắn không nói cho lão biết vậy nhưng cũng không sao, quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại. Hóa ra lão yêu quái để thần nam ở trong tàng thư các lâu như thế là để chờ cho trưởng công chúa tới. Lão ta đảm bảo với hắn rằng chuyện giúp hắn giữ bí mật thì lão chưa từng hé răng với ai dù chỉ là một lời. Trưởng công chúa thấy kỳ lạ, tại sao thần nam và tiểu muội của mình lại muốn rời cung cùng nhau, chắc không phải là do có tư tình gì bí mật. Nói tới đây thì hai người nhột qua nhột lại rồi đâm chọc nhau. Trường công chúa sẽ không xử phạt thần nam mà sẽ xem xét cho hắn ở lại hoàng cung. Từ trước tới nay, không ai có thể điều khiển được hậu nghệ cùng như hắn. Tuy hắn mới ở cảnh nhất giai, vậy nhưng chỉ cần có thần kỹ này thôi cũng đủ để vang danh kiến công lập nghiệp rồi. Kiến công lập nghiệp ở đây không phải là một chức quan bình thường, mà chính là dưới một người mà trên vạn người. Thần nam bật cười đa tạ trường công chúa đã quan tâm, vậy nhưng ở nơi cao thì rét, hắn không muốn kiến công lập nghiệp hay chêm một người vạn người gì cả. Hắn chỉ muốn rời cung để sống những ngày tháng vui vẻ mà thôi.
Nàng ta nghe vậy nhất quyết muốn giữ Thần Nam ở lại, hắn cho rằng một người đã muốn đi rồi thì chẳng có ai giữ nổi cỏ. Đột nhiên lão yêu quái từ phía sau bắt giữ lấy Đông Đông để làm con tin. Con rồng này sẽ ở chỗ lão trước, còn hắn thì phải tạm thời ở lại hoàng cung suy nghĩ cho thật kỹ. Thần Nam định xông lên đầu với lão yêu quái một trận, vậy nhưng lão ta đã nhanh mồm hơn. Lão cho biết hắn không phải đối thủ của mình nên đừng làm những chuyện vô ích. Sáng sớm ngày hôm sau, trước biệt phủ của Thần Nam đã tập trung vô số người. Bọn họ liên tục bàn tán, lý do là hắn được thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Thấy Thần Nam đi từ đằng xa về, thì bọn chúng liền bù lại nịnh hót. Bọn chúng cho biết những món đồ này đều do trưởng công chúa sai người đem tới. Không chịu nổi được lời nịnh nọt của đám người này nên hắn đành bỏ đi vào trong rồi đóng cửa lại. Trưởng công chúa tới gặp mặt lão yêu quái. Nàng ta cảm ơn lão vì đã ra tay giúp đỡ giữ Thần Nam ở lại. Vậy nhưng lão lại nói rằng bản thân mình giữ hắn ta ở lại cũng chẳng có gì liên quan tới trưởng công chúa. Nàng ta cả gan tới xin lão chuyện sự nghiệp của đồng chủ. Vậy nhưng từ lâu lão đã không còn bận tâm tới chuyện đời nữa, cho nên sau này cũng đừng tới làm phiền. Thần Nam đang nằm nghỉ ngơi, vậy nhưng lại không chấm mắt nổi vì đang tính tới chuyện bỏ trốn khỏi hoàng cung. Hắn thấy Sở Nguyệt cùng kình với lão yêu quái như vậy, nếu lỡ như hai người có đồng lòng với nhau thì e rằng không thể nào trốn nổi. Hầu Nghệ cùng bây giờ đã bị trưởng công chúa đem về, Đồng Đồng cũng bị làm con tin, đúng là mất cả chị lẫn trai mà. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì không biết từ đâu ra có ai gửi cho hắn một lá thư mật. Lúc này Sở Ngọc đang đứng trước bức tượng của Đạm Đài tiên tử, đang cầu xin phù hộ cho nàng vượt qua khỏi cửa ải khó khăn này, thì Thần Nam cũng đi tới. Hắn không thích Đạm Đài Tuyền nên lập tức chọc ngoáy. Đạm Đài tiên tử có là thần thì cũng chỉ là thần suy xẻo đem lại vận xui mà thôi. Thay vì xin Đạm Đài tiên tử thì nàng cầu xin hắn còn hơn. Hóa ra người gửi bức mật thư lén đó cho Thần Nam là Sở Ngọc. Hiện tại nàng ta đang cảm thấy bị khó bó tới không thở nổi. Trưởng công chúa chắc vì sợ nàng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa nên lệnh cho Hoa Tiền và Nguyệt Hạ trông coi thật kỹ. Này khó khăn lắm mới lên được phủ kỵ sĩ giỏi trời. Sở Ngọc thì thầm với Thần Nam rằng nàng ta mới nghĩ ra được một cách có thể giải quyết luôn tình cảnh khốn đốn của cả hai. Đó chính là làm một cái hồn lễ ra để qua mắt trường công chúa và bệ hạ. Sở Ngọc lên kế hoạch 3 ngày sau sẽ mừng thọ phụ hoàng. Hôm đó trong cung có yến tiệc, quần thần và sứ giả các nước cũng sẽ tới chúc mừng. Và hôm đó đem chuyện này nói ra, trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn bệ hạ sẽ không thể phạt được. Nói không chừng còn chấp nhận mối hôn sự này. Như vậy thì nàng sẽ không cần phải gả cho Tư Mã Lăng Không. Đợi tới khi mọi thứ êm đềm thì đường ai nấy đi. Thần Nam cứ tưởng kế hoạch của Sở Ngọc có gì đó hay ho lắm, nên đổi thành lưỡng bại câu thương thì hơn. Hắn còn chưa kịp đồng ý thì đã bị Hoa Tiền giáo về tầm cung rồi. Chuyện Thần Nam có thể sử dụng được thần cung nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến trưởng công chúa vô cùng quan tâm hắn. Điều này khiến địa vị của Tư Mã Lăng Không bị lung lay. Phụ thân của gã xuất hiện xoa dịu cục tức. Bây giờ thôn thiên của gã chết thảm, không có nó thì hắn cũng không thể làm gì lòng kỵ binh được nữa. Lão ta nghe vậy liền kêu ngụy quản gia gọi tới một con á long. Đây là quà của một vị quý nhân. Con á long này là hàng cực phẩm hơn cả thôn thiên. Vị quý nhân tặng con á long này cho hắn, sắp sửa tới Bình Dương thành này rồi. Và tới đây thì tập phim cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé.